nay có bò hai thì mình vào đi, xong rồi ra bò này. Ủa gì hả? Ờ, mong. Người lớn ra trước. Ra đây. Chút đi. Đứng tạo dáng mãi rồi chụp cũng được. Giờ mọi người nhìn em luôn. Người mẫu. Chưa? À, hàng cốc bó. Đoàn đang đứng chờ. Đi vào đi, mình đi vào đi. Qua chụp không? Qua chụp cái thôi. Mình đi rửa đi. À, mình chụp ngay chỗ nào chỗ để bác Hồ nói chuyện không? Bác Hồ. Đây là cái lúc bác về thăm, là 61 bác về thăm thì bác còn nơi đây là cái nơi mà bác còn trong con đường đánh Nhật đánh. Đi vô má không làm cái gì. Nào đứng đứng đây. Đứng đứng chỗ chỗ chỗ. 61. Đây là 20 năm trước ở hang này. Đảng vạch con đường đánh Nhật Tây, lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu, non sông bấm vóc có ngày nay. Đấy, bây giờ đi vào hang. Vào hang nha quý vị. Hang cốc đó. Ui, ui. Cốc bó chứ không ạ. Ngày xưa là nơi sống làm việc. Mình đi chớ ra đường này hả? Này mùa đông chắc lạnh lắm nhỉ. Mùa xuân này thì thời tiết thay đổi, vô trong này nó càng lạnh. Cẩn thận. À, ở đây có những cái trơn đấy, trơn đấy. Cái đèn không quan trọng đâu rồi nè. Đây chị ơi, đừng đi ngang ngoài chân nha. Không đi cẩn thận ạ. Vô hàng cốc bó. Rồi. Nấu nước. Hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu. Ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1941 thì bác đã quyết định chuyển vào ở trong hang cốc bó này. Và đây là giường nằm nghỉ của bác Hồ. Các đồng chí đã mượn mấy tấm phản này tại nhà của ông Lý Quốc Súng để cho bác nằm. Nhưng mà khi bác trở về đây, mặc dù thời tiết đã sang xuân, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng biên cương vẫn còn rất là nhiều sáng bớt. Nhiều đêm không ngủ được thì bác phải ngồi dậy nhóm như thế đã phải điệu và để xếm qua đêm. Vì bên ngoài kia vẫn còn vị trí bác Hồi mà bác đã ngồi dậy nhóm thuê để đặt tài liệu và để xếm qua đêm. Để đánh dấu mẹ bà hang, bác đã dùng than củi để viết lên dòng bút tích của mình bằng chữ Hán. Và sẽ mời quý đoàn mình quan sát ở phía bên trên này ạ. Nhất cửu từ nhất niên nhị nguyệt bắc nhật, tức ngày 8 tháng 2 năm 1941. Than củi viết lên đây để đánh dấu bác nhóm Lý Quốc Súng và ở trong hang cốc bó này. Và không khí ở trong hang rất là ẩm thấp. Những ngày trời mưa nhỏ lênh láng các bên nền hang này. Có đồng chí đề nghị bác làm mái che, nhưng bác không đồng ý. Tại vì cho rằng như vậy, khi có đồng phải dấu vết, đặt đề sẽ viết dấu vết để che bất. Có những hôm mưa lớn hơn, nước nhỏ lênh láng các cái rừng nằm nghỉ của bác, nhưng bác vẫn không cho làm mái che, mà chỉ cho các đồng chí lấy một cây que dài ngách lên để được đón giọt nước mưa ra chỗ khác. Và trong tập thơ Theo Chân Bác của nhà thơ Tô Hữu, Tô có diễn tả đoạn thơ rất là hay trong hang này ạ. Hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy xuống đêm thâu. Ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng buồn lòng vạn kiếp sau. Và lãnh tụ Lê Đức không chỉ là một nhà chính trị vĩ đại mà còn là một nghệ sĩ tài hoa. Thời gian ở trong hang cốc bó này với bác đã tạo nên nữa các năm để tưởng nhớ đến cái cách mạng vô sản của thế giới. Và sẽ mời cái đó là có một hôm có hai đồng chí đi lên lại cho đoàn thể thì đã bị địch bắt giữ. Mặc dù đã chạy thoát được nhưng bị địch rất là thẻ thuế thân và ghi chìa khóa lại tại cốc bó.
bác là một người rất là cẩn thận. Khi nghe có đông như vậy thì bác đã quyết định chuyển từ trong hang cốc bó này sang hang Vĩnh Lặng. Gọi là hang đi, nhưng thực ra nó chỉ là cái mái vòm tre thôi ạ. Mưa nắng có thắt vào được. Bác và các đồng chí phải trải đá cây rừng xuống nền hang này nằm nghỉ. Rất là vất vả và thiếu thốn. Trước tình cảnh như vậy, cuối tháng 3 năm 1941, đoàn thể cứu quốc Bác Bó đã dựng cho bác cái lán Khuổi Nằm. Bác và các đồng chí đã chuyển sang lán Khuổi Nằm, ở và làm việc tại đấy. Lán Khuổi Nằm là nơi diễn ra hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ạ. Vâng, và dạ thưa quý đoàn mình là trong những năm qua, khu thích quốc gia đặc biệt Bác Bó đã đón tiếp được rất là nhiều đoàn khách quốc tế cũng như trong nước. Và đến năm 1997, con trai cố Tổng thống Mỹ John Kennedy đã đến thăm khu thích Bác Bó này. Sau khi tham quan một vòng khu thích Bác Bó này xong, vị khách đặc biệt này cũng có yêu cầu rất là đặc biệt, đó là ra phía bên ngoài kia và nói với ban quản lý khu thích Bác Bó rằng mong muốn được nhìn lại đêm ở trong hang này để cảm nhận được thời gian bắc ở trong hang. Nhưng mà với yêu cầu thì ban quản lý khu thích Bác Bó đã không cho ông ở trong hang này mà chỉ cho ông ngồi ở nhà khách phía ngoài kia thôi. Sau khi trở về Mỹ, ông có viết trong tờ báo Washington Post rằng tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao trong một cái hang ẩm thấp, nhỏ hẹp và tối tăm thế này mà ông Hồ Chí Minh lại có thể nghĩ ra một kế hoạch lâu dài để giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Và dạ thưa quý đoàn mình là do điều kiện ở trong hang này thì không đủ ánh sáng làm việc, nên ban ngày bác và các đồng chí phải ra khu vực đầu nguồn để tìm nơi làm việc. Khi đêm về thì bác mới trở vào trong hang này. Và mình sẽ mời quý đoàn mình có thể dành một chút thời gian. Bây giờ đi xuống rồi quý vị ơi. Bây giờ đi xuống sau khi thăm hang động. Gian nan. Trên. Giang mẹ biết được lòng anh hùng. Không biết bàn làm việc của bác có lưu cái cây gậy của bác hồi xưa đi không thôi. Cây gậy hồi xưa bác chống bác hay. Thoát cả mồ hôi, chưa xuống tới nữa. Cuối cùng thì cũng xuống tới đây. Vườn Trúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 tháng 2 năm 61. Trúc này chắc cũng không thể lớn nổi, nó cứ tèo tèo như vậy thôi. Đấy.
lắm nha. Con cứ chỉ hai thằng này cận nó cùng lo cận hơn. Ngơ được cái con. Ông học văn môn văn hóa Việt Nam rồi ông thấy đồ này đồ không đồng nào. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1961, và đến buổi chiều và thăm khu vực đầu nguồn, bắt trồng lại ba khóm trúc lưu niệm ở đây. Tại vì theo quan niệm của người dân tộc Tài Nùng, cây trúc là cây trường thọ. Nhân dân ở đây mong muốn bác sẽ sống lâu muôn tuổi để giữ chắc con cháu đi theo con đường của bác. Nên bắt trồng lại ba khóm trúc lưu niệm ở đây. Và đây là loại trúc cần câu nên nó chỉ to được từ này thôi ạ. Và sau khi bác trồng ba khóm trúc lưu niệm xong, bác lại đổi ý, bác nói rằng tôi không lên thăm lại hang nữa, mà bác lại ngồi nghỉ đúng tại hòn đá đầu nguồn ở phía bên dưới kia. Ngồi tại đây thì bác hồi tưởng lại quá trình 20 năm hoạt động cách mạng ở tại đây. Ngồi gần Tố Hữu thì bác còn nói với Tố Hữu rằng mời Tố Hữu làm thơ. Nhưng Tố Hữu nói rằng bác nhiều tuổi hơn và kính bác làm thơ trước. Bác đã sáng tác 4 câu thơ. 20 năm trước ở hang này, Đảng vạch con đường đánh Nhật Tây, lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu, non sông cấm bắc có ngày nay. Bài thơ này chỉ đã bắt ngồi nghỉ đúng tại hòn đá đầu nguồn ở phía dưới kia bắc đảo nhé. Và dưới cái gốc cây to cây mạnh đang đâm ngay phía bên tay trái ở phía đoàn mình nhé. Đây chính là nơi đồng chí Hoàng Quân Lộc đã cơm nước cho bác ở tại đây nhé. Và thời gian bác hoạt động ở đây thì cuộc sống của bác rất là kham khổ và thiếu thốn. Sau những bữa mà bạc thì bác đến bên gốc cây ổi hai lá với bên uống được thay nước chè đấy. Nhưng mà theo thời gian thì cây ổi năm xưa hiện nay không còn. Và hiện nay gốc ổi được đặt trên phòng trưng bày của khu di tích ở phía bên ngoài kia. Khu di tích có trồng lại một cây ổi khác và đúng địa điểm cây ổi ngày xưa bác hái nó ở phía bên uống ấy. Và toàn bộ khu vực phía bên dưới này đều là khu vực đầu nguồn của suối Lenin. Nước của dòng suối Lenin thì đều chảy từ trong khu vực đầu nguồn ra. Còn bây giờ em mời quý đoàn mình có thể xuống phía bên dưới này rửa mặt rửa tay uống nước đầu nguồn để lấy may mắn cho bản thân và gia đình. Tắm. Sau đó sẽ di chuyển sang tham quan bàn ghế đá để bắt nguồn làm việc ạ. Ai muốn tắm không kìa? Lại ở trong khu vực này cấm tắm á. Ngoài làng ngoài kia mới được tắm. À, cái ổi đây nè, trời cái ổi mấy trăm, mấy chục năm mà nó vẫn vậy thôi à? Cái cây này trồng cây khác rồi. Trồng cây khác rồi. Ở đây, ai xuống rửa mặt rửa mặt đây, hồi xưa bác rửa mặt này, đây này. Đường sang bàn đá này. Bàn đá của bác làm việc là mặt trên. Toàn bộ khu vực này là khu vực đầu nguồn của suối Lenin, thứ này mình có thể di chuyển cái lối nào cũng được ạ. À, anh ơi, mình xuống theo lối này luôn à, đây ạ, xuống theo lối này ạ. Cái lối này thì hơi dọc dành có đi, thế nên là đoàn di chuyển hết sức cẩn thận ạ. Có hai lối để sang tham quan bàn ghế đá, một là vòng theo cái lối trên này, hai là có thể bước khéo qua khu vực đầu nguồn này qua cái lối này gần hơn nhưng khá là trơn trượt, thế nên là đoàn di chuyển theo cái lối này thì đi hết sức cẩn thận ạ. À, tiện thể nếu mà có lọt chân thì tắm cái nó mát á. Không may. Không may. Mình đi luôn, đi luôn. Đi luôn cái lối này ạ. À. Đi xuống nhá. Sâu đứng chắc chờ mẹ. Chờ chị làm sao rồi. Nước ở đây mát lắm chị ạ. Nước ở đây mùa hè đi qua cái dòng suối. Khách lên đây mà lấy nước và chai đấy mà có thể đổ vào hơn để cho nó mát lại. Nhưng mà đến mùa đông mà cảm thấy ấm. Bây giờ là không khí ở đây. Nước ở đây là ngoài này. Cửa. Rồi, đó, đây, nước, đó. Đây nào, đây nào. Có nào cũng được, con thích con nào cũng được. Đi được. Đi được. Ngon không chưa? Tốt nhất là đoàn mình. Ở đây thôi, con ở đây thôi. Không hả? Ba không hết. Ba đẹp. Anh ơi. Qua đây lô mà không cho cái nước kia đi. Đi chơi trở lại. Bao nhiêu thương nhớ vơi đầy. Trong người về thân yêu. Nước này, nước suối mát lắm quý vị.
Anh là cho em. Đó. Này ăn thua gì, hồi xưa bác chắc nhờ cái cây gậy. Đó. Lên luôn. Đó, đoàn của chúng tớ đang đi lội. Con đi bên đây nè. Con đi bên kia. Đó, đi qua đây. Bình tĩnh. Rồi, quạt tới bến bờ rồi. Có bờ được không? Đấy. Đoàn đang đi qua. Mình đã thoát xuống. Có thì mình lượt có biết bao nhiêu người mình qua rồi. Nổi xuống. Rồi. Đi vậy mới vui. Mấy bà kia không đều. Mấy bà kia không nổi đâu. Bà kia bên kia luôn hả? Núi rừng bắc bó nha quý vị. Đoàn của chúng tớ cuối cùng cũng đã qua bên đây an toàn. Thùng rác.
tưởng cái thùng nước hồi xưa bác ơi. Rồi mà bàn ghế đá nha quý vị. Vâng, dạ thưa quý nhà mình là sau khi sắp xếp xong chỗ ăn chỗ nghỉ và bước ra đến khu vực đầu nguồn này, dưới các cây si này thì bác còn nói với các đồng chí rằng ta sẽ làm việc ở đây các đồng chí ạ. Các đồng chí nói rằng là sẽ đi ra làng tắc bó mượn bàn ghế của dân để cho bác ngồi, nhưng bác gạt ngay, tại vì mượn bàn ghế của dân thì rất dễ phát hiện. Sau đấy các đồng chí lại nghĩ ra rằng sẽ đi tìm cây để đóng bàn ghế cho bác, nhưng mà khi nhìn xung quanh đây thì toàn là đá thì không mới đóng bàn ghế được. Mãi về sau các đồng chí mới nghĩ ra rằng sẽ đi tìm đá để kê bàn cho bác và kê ghế cho bác ngồi. Phải mất hơn một buổi thì mới kê xong một bàn ghế đá này. Khi kê xong một bàn ghế đá này thì các đồng chí mời bác ngồi lên trên này. Bác ngồi lên trên một bàn ghế đá này, tay chống vào cầm, từ quay từ sang nha. Phải rồi lại quay sang trái. Bác tỏ lòng rất là vừa ý. Bác nói với các đồng chí rằng đây tuy là bàn đá nhưng là bàn thật đấy, nếu mà còn lớn bằng nào cũng không thể cuốn chui như vậy được. Và câu nói này của bác thì cũng minh chứng ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều mùa nước lũ, nhưng một bàn ghế đá này thì không bao giờ bị cuốn trôi ạ. 12 tuần trước ạ, toàn bộ khu vực đấy bị ngấm nước. Các đồng chí đi tham quan phải đi vào cái đường chấm nước phía đằng sau này. Và thời gian làm việc ở đây thì bác làm việc rất là miệt mài. Bác dịch cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô và chuẩn bị nội dung cho hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Cũng tại đây thì bác sáng tác rất là nhiều bài thơ, như có bài thơ nổi tiếng đó là bài Tức Cảnh Bác Bó, diễn tả có trong văn học không? Lạc quan của bác thời gian ở đây. Sáng xa bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử Đảng. Không, hơi ngồi đó chơi. Bác còn là một người rất thích xem phong thủy. Bác nói rằng là ngồi đây như lưng tựa vào núi, bác nhìn ra sông nước. Ngồi khu vực này thì bác có thể quan sát được toàn bộ khu vực đầu nguồn này ạ. Vâng, sẽ mời chú đoàn mình có thể dành một chút thời gian được không? Vâng, mạch nước không chảy ra sạch nước không ạ? Rất là sạch không ạ? Rồi. Và em làm ở đây cũng đã chục năm rồi, chưa có đoàn khách nào phản hồi lại là muốn mặc ở đây đâu, phục đoàn nên là yên tâm nha. Thôi em chụp nước rồi. Thực ra thì là bây giờ số ngọc số này có chồng cái máy trong này đúng rồi. Họ đánh nước ở sông ở suối lên để đây là đầu nguồn. Nước đầu nguồn đây quý vị. Trong này là nguồn ra luôn nè. Nó sạch lắm chỗ này nè. Uống thử đi. Uống thử đi. Uống như nước lạnh, tủ lạnh vậy đó. Rửa mặt. Cả hết luôn á. Nãy giờ tôi vô thử. Đang quay phim cho nó hàng 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 ấy. Uống uống đủ. Bà này mà có máu nữa. Uống được. Uống được. Uống được. Uống được. Uống được. Uống được. Uống này là tắm rồi được luôn là thịt đó thôi. Đó đó con chờ trời mấy con không cần muốn con đi. Thấy gì đâu. Uống gì. Uống gì. Đấy, chú này rửa chân luôn à. Hơi bom đúng không? Đã thị đó. Không uống nha. Không sao cả. Uống đi. Bây giờ nó không đau nhưng mà 5 tiếng sau. Đó, nơi đây bác Hồ làm việc hồi xưa này. Tức Cảnh Bác Bó này. Đi lên đi, đi ra đi. Đi mình đi ra đi không muộn rồi. Đi ra mọi người ơi, đi ra. Đi ra hết đi mọi người. Để bác Hồ làm nó dạy chị nha. Dạ. Rồi xu lên, bác Hồ đỡ cái xu lên. Con bước luôn. À, đây là suối này, suối dòng suối Lelin này. Dưới này có nhiều cá lắm. Dưới này cá nhiều lắm nha quý vị. Cá này. Quá trời cá này. Cá suối. Chiên giòn ăn ngon lắm à. Vâng, dạ thưa quý đoàn mình là ngay phía bên tay phải của đoàn đây ạ, đây là cây kim giao do đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng năm 1975 khi bác Giáp lên thăm khu Tức Bác Bó này. Và cây kim giao này là ngày xưa vua chúa dùng để làm thuốc thủ độc rất là tốt, khi thức ăn có độc thì rượu sẽ đổi màu đấy ạ, vua kim giao đấy ạ. Giờ em mời quý đoàn mình tiếp tục di chuyển ra theo phía bên ngoài này ạ. Đấy. Em đang có đi cẩn thận nhá. Sông bầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây kim giao. Thì bác và một số đồng chí đã trở về theo lối này. Và từ đây lên đến cột mốc 108 thì khoảng tầm 1 cây đến hơn 1 cây số nữa. Và từ đây lên đến cột mốc 108 thì sẽ đi qua cái điểm di tích hang Đường Vài, là nơi bác đã kết đặt đảng cho đồng chí Nông Thị Trưng. Đồng chí Nông Thị Trưng tên thật là Nông Thị Bày, tên Trưng là do Bác Hồ đặt cho với mong muốn sau này đồng chí sẽ đi theo tấm gương của bà Trưng, bà Triệu. Và sau này có gặp lại đồng chí vào cuối năm 1944, bác có tặng đồng chí Nông Thị Trưng một quyển vở có ghi 4 câu thơ. Vở này ta tặng cháu yêu ta, tỏ chút lòng yêu cháu gọi là mong cháu xa công mà học tập, mai sau cháu rất non non nhà. Và sau này đồng chí đã giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân của tỉnh Cao Bằng, nhưng đồng chí đã mất năm 2003 rồi ạ. Và hôm nay hành trình của quý đoàn mình di chuyển đi tham quan thì có lẽ là đến giờ này khá là trưa rồi, và đoàn cũng không có nhiều thời gian để đi tham quan rồi. Hẹn gặp lại quý đoàn mình vào một dịp khác lên đây có nhiều thời gian hơn và chuẩn bị hành trang tốt hơn, thì em sẽ đưa quý đoàn mình lên tham quan cột mốc 108 này ạ. Và thay mặt cho ban quản lý khu tích Bắc Bó thì rất là cảm ơn quý đoàn mình đã vượt một quãng đường xa tới tham quan khu tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó này ạ. Chúc quý đoàn mình luôn có sức khỏe, hạnh phúc, và có một dịp nào gần đây lên tham quan khu tích Bắc Bó thì em sẽ đưa đoàn mình đi tham quan một số điểm di tích còn lại ạ. Hôm nay chưa lên được cái điểm này thì mời đoàn mình có thể dành một chút thời gian để chụp lưu niệm ở đường lên cột mốc 108, sau đó mình di chuyển đi ra. Tăng 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 tăng. Nhà phố hữu dưỡng. Ôi giời. Đó, những chỗ như vậy không dám quay. Nguy lắm. Ui. Nó nhốt á. Nhờ. Nước mà ta đang mát, chỉ vô bồn đống nước mà đông nước. Mốt mà sư mô mà vô cô giáo học dạy hang mắt bó đó là dạy cho lên con đặt ở đây rồi. Con rửa chân đây rồi. Con nói là cái gì? Nói gì? Nói gì? Nói sự thật trung tâm gì đã tới đây, đã rửa chân luôn, uống nước luôn, rửa mặt luôn. Uống nước rồi rửa mặt. Nước mía ăn cá luôn. Ăn cá luôn. Bán cái gì đấy cô? Mía. Ủa mà mấy ngàn ly thôi. Thôi chứ. Thôi có nước lạnh. Uống rồi. Uống rồi cho uống. Thôi uống. Thôi uống rồi cho uống. Cho một chai nước suối, nước lạnh, hơi không lạnh thôi. Thôi bà lên đi, bà lên với má lại, má nó ngồi chứ không phải là nó buồn nữa. Đuối lắm rồi. Khô được. Xưa nghĩ ở trong này mà đường xá khó khăn đâu có ai mà vô cho đây đâu ha. Đâu ai vô đây mà tìm đâu. Có không? Đấy, đường đi ra gần tới chỗ đậu xe rồi. Suối nước tắm
Nhưng cái này mát lắm nhỉ. Vâng, chúng tớ đi. Mãi giờ chưa ra tới. Quay một vòng 380 độ nữa, quang cảnh trước khi đi ra xe. Sao nó dẫn cái đường nối đi ra xa thế nhỉ? Nối đi ra, nối đi ra thì bán đồ lưu niệm khi ốt. Này các bạn. Ok em cái gì vậy? Thôi. Đi ốt. Trong đây có bán dao nữa này quý vị. Dao 180. Dạ. Tóc bò, tóc bò, túi sách. Vậy bà con với vợ chú đi cũng cô đi cũng dữ lắm á, đi đó, đi vòng vòng ra khám thôi. Bao nhiêu nước uống là toát mồ hôi hết. Bán đồ lưu niệm quá trời luôn. Quán nước hai bên đường. Rồi cảm ơn.
Đi ra xe đi về Cao Bằng ăn trưa. Đấy, xe đậu ở đây rồi. Ôi, chị đi nhanh đâu. Nó không có đỏ cái gì.